Rất nhiều khách hàng phản ảnh với chúng tôi rằng: anh ơi, em đang sử dụng một cái máy phun thuốc mà sử dụng động cơ xăng, nhưng mà cái máy đó thì rất khó sử dụng và nặng. Khi mà em không có nhà thì phụ nữ không có làm được, hoặc là bố mẹ em làm không được. Bây giờ anh có cái dòng sản phẩm nào phun xịt thuốc mà sử dụng điện dễ sử dụng hay không, mà quan trọng là áp suất phải mạnh và ra xương mịn. Sau khi nghiên cứu thì chúng tôi đã về sản phẩm súng phun xương cao áp Takeo TK3X gắn được với tất cả các loại bình xịt điện trên thị trường. Cái độ ra xương mịn từ 3 đến 5 mét, nó còn ra mịn hơn cả là của dòng động cơ xăng. Và điều đặc biệt là rất dễ dùng và sử dụng, chỉ việc cắm điện vào và bật công tắc lên xài khoảng 20 bình. Khi nào mà hết điện thì chúng ta về cắm sạc điện lại từ 3 đến 4 tiếng là đầy, chúng ta tiếp tục sử dụng được trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng liên tục. Và dòng máy này thì không phải mất chi phí tiêu hao nguyên liệu và không thường xuyên bị hỏng hóc, rất là dễ dàng sử dụng.